Dạ, 27 là có đôi guốc, cái tháo đôi guốc ra còn có thước mốt à.
Dựa nó là chính xác. Dạ. Nhưng mà không sao, chiều cao không thành vấn đề. Dạ. Thế lễ này không cần chiều cao. Dạ. Em chỉ cần nói cho bạn tổ chức biết là cái các số đo của dòng. Dạ. Em. Dạ, ba dòng của em bị chuẩn luôn á. Dòng 1. Dòng 1, 90. Tốt. Dòng 2. Dòng 2, 60. Chuẩn luôn. Dòng 3. 30. Dạ. Cái này không có chuẩn rồi. Ủa sao cái người em giờ giống như cái quặng gì hết. Dạ em là đại diện cho hãng nước mắm quảng cáo đó. Đâu để hình chú đội tập tạ tập như còn cái phần trên rồi riết cái phần trên nó nở và phần dưới quên tập cái phần dưới nó teo nên em được điều chỉnh là người đẹp đầu to đứt teo. Dạ. Điều kiện ở đây rất là dễ dàng. Dạ. Cái bên ngoài nó không quan trọng, cái bên trong nó là quan trọng. Dạ. Cái gì bên trong là cái gì là... bên trong đó là kiến thức đó là trình độ đó phải không anh? Trình độ kiến thức. Dạ. Trình độ thì em giỏi. Ừ. Anh hỏi em nè. Dạ. Từ nhỏ giờ anh có đi học không? Dạ. Học hành làm chi, thi cử làm gì, tú xương còn rớt huống chi là mình. Học cho lắm không có cái quần mà hay, học cho hay mặc hoài cái quần cũ. Học cho lắm cũng ăn mắm với cà, học tà tà cũng ăn cà với mắm. Học cho lắm tắm cũng tới chuồng, học luồng xuồng tới chuồng rồi cũng đi tắm. Thì là biết chắc chắn là không có học rồi. Trời ơi sao mà không đi học được. Bắt đầu ngủ giữa tiết 3 đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5. Học hành như cá kho tiêu. Có nhiều thầy mặn mà học nhiều thầy ngu. Trời đất ơi, nhưng mà em nên nhớ. Dạ. Người ta có câu là không thầy đố mày làm nên. Câu đó xưa rồi, ngày xưa là không thầy đố mày làm nên. Ngày nay có câu không mày đố thầy và la hủ. Nghĩa là không có trò thì thầy bắt dạy. Dạ là cho thầy bắt dạy luôn các anh ơi. Nhưng mà nói cho em nghe. Dạ. Chứ để đi học anh ấy không quan tâm. Dạ. Cái gì quan tâm với cái ngày xưa đó ông bà cũng câu chữ nho. Cứ dạy mình cái cách sinh sống với đời của mình. Dạ. Em, ôi, bà nói em hiểu đâu. Không, hiểu. Em gì cho trường đời em nhiều đó nên. Trường học em ngắn cho trường đời em là cái gì cũng hiểu. Nói ra là em hiểu liền. Được rồi. Dạ. Thì anh hỏi em. Hey, anh Quý. Hello. Phải là mình sống phải có lẽ phải đúng không quý vị? Thật là sống mình phải thật thà, khiêm tốn. Khốn. Khốn là mình phải biết vượt qua khó khăn, những khốn khó trong cuộc đời. Nạn. Nạn là phải biết vượt qua những hoạn nạn đã xảy ra trong đời mình. Hoạn thì em đúc kết lại là đi sai phía thế này. Sống phải thật khốn nạn. Vô. Đi đâu vô. Bà giải thích từng chữ tôi nghe, cô lý bà hát là tôi cứ quên. Dạ, nó là vậy đó anh ơi. Anh nói cho em nghe. Dạ. Như vậy, tốt đâu nghe. Dạ. Hi Chris. Bây giờ là cái đó là anh không có nói. Bây giờ, trăm ngôn sống trong cuộc đời của em là cái gì? Trăm ngôn sống trong cuộc đời của em hả? Một câu rất là thực tế, đó là trai tiền gái sắc. Sai. Người ta nói là trai tà xin lỗi, bây giờ đổi mới rồi, bây giờ là trai tiền gái sắc. Tại sao cứ mở miệng ra là rất tiền xin lỗi anh à, anh nói chuyện với tôi nãy giờ anh em suy á, mà anh có tiền hay không mà anh nói chuyện với tôi vậy. Xin lỗi em. Ừ. Tiền đối với anh là chuyện nhỏ. Ừ. Chứ nó là đàn ông anh không làm chuyện nhỏ. Ừ. Anh chỉ làm toàn là chuyện lớn. Ừ. Và làm chuyện lớn thường thường không có tiền. Không làm những chuyện lớn, anh làm những chuyện nhỏ, anh không làm, anh chỉ làm chuyện lớn mà cuối cùng anh không có tiền. Từ bàn chặt không mà nó dòng cho tam quốc gì, biết anh nghèo đó phải không? Nói cho em biết, tiền không phải là tất cả. Đúng, tiền không phải là tất cả, nhưng mà muốn có tất cả, mình phải có tiền đúng không quý vị? Rồi tại gì? Nói cho em biết, tiền không thể nào mua được. Thời gian. Nhưng mà nó mua được cái đồng hồ sơn. Tiền không thể nào mua. Nghĩa là cái sức khỏe. Nhưng mà nó mua được một cái bệnh viện. Tiền không mua được kiến thức. Nhưng mà nó mua được một cái nhà sắt. Tiền không mua được sự kính trọng. Nhưng mà nó mua được chức tước quyền uy. Tiền không mua được. Không biết mua được cái gì không? Tiền mua được hạnh phúc. Nhưng mà nó mua được một căn biệt thự bự chà phá lửa. Tào lao. Tiền. Đúng đâu, tại vì tiền là rất tốt mà của lòng. 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 Là rất
cho em biết tiền chỉ đem lại sự đau khổ cho mình mà thôi. Đúng rồi quý vị ơi, nhắc đây mới nhớ, tiền nó mang lại sự đau khổ lắm. Hôm nay em sẽ dạy cho quý vị bớt đau khổ vì tiền. Em dạy cho anh bớt đau khổ vì tiền, anh có nghe không? Em dạy cho. Nghe, anh nghe. Dễ lắm. Anh về bán hết nhà cửa ruộng vườn, anh đưa tiền bạc của anh đem giữ, em sẽ bớt sự đau khổ cho anh cô cô. Quá hay. Lộng lẫy quá nha. Tình gì tôi bán hết của cải rồi đưa bạn, mà gắt sự đau khổ luôn. À đúng không? Đừng có tào lao nha. À. Hồi nãy thì không dám mà là cái sinh tổ của bạn. Bây giờ như vậy. Bây giờ làm ơn đi vô trong. Dạ. Đi vô trong. Trời ơi, xin lỗi anh chứ. Anh đừng có chê em. Con người em là vậy thôi, nhìn em vậy thôi chứ. Em nói chuyện cái nào thực tế tiền vậy thôi. Chắc em cũng nhiều đại gia yêu em lắm nha. Đại gia nào yêu em? Trời ơi, xin lỗi anh, ở Châu Trà này có đại gia Phúc Quỳnh luật sư đó, văn học có một luật sư đó. Cái gì? Trời cũng yêu em say đắm luôn anh ơi. Ông Phúc mà yêu em say đắm. Trời cũng yêu em say đắm luôn. Mà em đã từng luôn đại gia Phúc ngủ luôn đó kìa. Anh ru sao? Trời ơi, vô Phật nghe nói biết lát nữa vợ có lên xé đồ không? Không xé đồ đâu, mà học máu thôi. À thôi. Trời ơi, em ru cái gì? Em ru từng ru anh Phúc ngủ luôn mà. Anh Phúc nghe xong là anh ngủ liền. Sao? Anh Phúc, anh ngồi đâu rồi? Anh có nhớ lời ru của em không Phúc đâu? Ông trốn rồi ông nội, ông cũng dám ngồi đây. Chắc ông trốn thiệt rồi đó. Bây giờ nè. Sao sao trốn được? Ông chưa phát cái xe mà sao trốn? Thì có sợ lồ quá. Gió mùa thú em ru Phúc ngủ. Phúc ngủ rào à, em cày tủ à, anh à, đi à. Cày tủ gì? Cày tủ lấy tiền phải cho nào? Anh nói cho em biết. Dạ. Anh hiểu được cái trình độ anh. Đó giờ ta nói là cái câu là cái ông bà. Người ta nói đại gia là e dạy. Cái nên đâu lấy đâu ra vậy? Sáng cái dòng trong máy tao nó cột lên. Em nói chơi cho anh Phúc đàng hoàng lắm á cho. Anh đàng hoàng lắm, anh mới mời em về diễn xô này nè. Được rồi. Dạ. Ủa, em vô trong anh? Còn nhiều khác ta thi nữa. Ủa, có kết quả đâu anh? Không, một lát người ta bàn, người ta cho kết quả sau. Ủa vậy hả? Nhưng mà trước khi đi thì em cho anh xin cái số điện thoại để cho anh cái điện thoại, anh báo cho biết kết quả. Ủa vậy hả? Ừ, dạ. Có số điện thoại hả? Có. Trời ơi, cái gì cho số điện thoại em cho liền rồi, à? Đọc lên anh luôn. Em thì không có gì em cho, cái số điện thoại em cho. Mấy anh nào có thích em thì lấy số điện thoại thì tối mình rủ đi ăn mì gói nha. Anh biết mãi dùng ở đây chưa? 770 rồi, số điện thoại số mấy? 2 3 cửa 8 1 cửa. Đọc lại. 2 3 cửa 8 1 cửa. Nhan sắc không có, ý thức thì tệ. Bây giờ vệ sinh thường thức là tệ hơn. Em à, em còn có số nào khác hơn cái số này? Cái gì mà tới 2 3 bữa tắt một bữa vậy? Dạ, sao anh ý anh giờ sao? Không, cái số này anh không thấy được rồi đó. Ừ. Em có số khác không? Dạ, em có nhiều số lắm, anh lưu nữa đi, em còn số nữa. Đúng rồi. Anh biết mãi dùng đây nữa. Biết rồi, 770 mà đọc cái số đi. Nem xéo vừa, không tép, không tép. Bữa còn chịu được là quảng cáo trên online này là khoảng cái là anh 15 đồng có một con nó bán em ơi cái gì mà nắm sữa không tắm không tắm ghê vậy à trời ơi hèn gì hãy bước vô đây tôi nghe thấy cái mùi lẩu mắm hàng lẩu mắm kiếm mà tôi lẩu mắm mà xuống dưới bán toàn cũng liêu không và té ra là lẩu mắm nó nằm ngay trên sân khấu. Em à, em còn số nào khác không? Dạ, em còn nhiều số lắm anh ơi. Không, nhưng mà em hứa với anh là cái số này nó phải sạch sẽ. Số này vệ sinh an toàn thực phẩm luôn. Vệ sinh an toàn thực phẩm. Dạ. Nha. Hứa với anh đi. Dạ, hứa luôn. Cho cái số này sạch sẽ. Dạ, đâu. Rồi, 770. Mấy? Nem xéo nem, bữa tém bữa không. Dạ, đi. Ngà, ngà, kinh tổ. Số năm còn đủ tắm được. Nổi má. Đẹp đẽ sao kỳ cục vậy trời. Dạ. Ở vậy đó. Nhìn vậy thôi chứ kẻ chân đầy ở đường thế à trời. Kéo xuống đi. Ghé ghé cái gì mà nãy tôi thấy ông kêu chảy nước miếng là vậy. Ờ cái gì mà nhìn ghé chảy nước miếng là sao cho nào. Ông sợ đó chứ không phải ông mê mà đâu. Ông đừng nói tôi là người ông kim cương còn hơn tôi nha. Tại vì mấy người ghé kim cương thích nhau dữ lắm á. Tôi bị
bụng không dễ sợ luôn á. Nó lùi không thấy con mặt đâu, thấy nguyên cái bụng trang bang à. Đẹp kìa. Được rồi. Đang đọc khăn phải không? Lai Mỹ Đen phải không? Em chịu đó. Ở Chua Trà thì nổi tiếng Mỹ Đen không à. Em kết anh rồi đó nha. Dạ sao anh? Em đừng có vậy. Cho số phone đàng hoàng. Dạ. Đâu mấy cái số phone gì tầm bảy tầm. Anh ơi, anh làm như có lỗ tai để trang trí, anh không có biết được cái gì. Để em giải thích cho anh nghe. Cái số điện thoại em là gì nè? 2-3 bữa tém một bữa nghe là 2-3-7-8-1-7. Trời. Nèm 6 bữa không tém, không tém nghĩa là 5-6-7-0-8-0-8. Nem xéo nem, bữa tém bữa không. Lát nữa ai mà nhận được cái số điện thoại này của em xuống tặng cho cái DVD mang ngàn cái ra bán ế quá, không ai mua tặng luôn. À được rồi, trời nãy giờ không chịu nói cái tiếng Nam thì mình nói cái tiếng gì. Trời ơi, chập chờ thôi chứ. Cái đối tiếng này là bản xứ em quen rồi. Vậy hả? Dạ. Thôi bây giờ em vô trong. Dạ. Có gì có kết quả gọi em. Dạ. Mà cái chắc chắn là em sẽ có một cái giải rồi đó. Có giải gì vậy anh? Qua bộ mặt dày. Trời ơi, mặt dày hả? Mặt ta mỏng manh đẹp gì mà kêu mặt dày. Mặt ông mới là mặt dày. Ông mới là không chừng mặt dày mà ông là mặt mâm luôn. Trời nghe xong lấy cái dày quá ổng dễ sợ. Cái này mặt nhanh nhở thì chí tài rồi đó. Dạ thôi đi vô chào ông nào không? Chào cái gì khán giả thân mến. Trời, cái khán giả này đông vui quá. À, một lần nữa hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập đài của Hạnh Phúc. Thì chúc cho công ty của anh ngày một thành công phát triển